Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu 48. Hiện nay ở nước ngoài cũng như ở nước ta, và ngay cả trên sân khấu hài kịch, người ta thấy giới tính thứ ba xuất hiện hơi nhiều. Có bác sĩ còn chêm thêm giới tính thứ tư. Từ đó có người vẫn cho rằng thiếu bổ sung giới tính thứ năm. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Và nếu đó là bệnh, thì có cách gì hay để chữa trị? Đáp: ngược dòng thời gian cách đây khoảng non nửa thế kỷ, chúng ta hình như ít thấy cái dạng bất thường về giới tính. Nhưng ngày nay, vụ này xảy ra rất nhiều. Tôi thấy có người, khi còn ở Việt Nam, giới tính nam rõ ràng, nhưng chất đàn ông không lấy gì làm đậm. Nhưng kể từ khi qua Mỹ, một thời gian sau là lộ ra tính nữ, sửa sang nọ kia và rất thích người ta kêu bằng cô, bằng chị. Bà con lúc đầu lấy làm lạ, nhưng lần lần quen đi và chỉ biết cười, một nụ cười miễn cưỡng. Rồi tới cái vụ giới tính thứ tư, nghĩa là người có tính này không thích yêu người khác phái để có thể sinh con đẻ cái, nói giỏi tông đường. Đến giới tính thứ năm, người ta gọi đùa thế để chỉ những anh chàng hay cô nàng chỉ biết yêu mình. Trong lĩnh vực hóa học, ta cũng thường thấy các hiện tượng về giới tính. Các nguyên tử âm và dương gặp nhau là sinh sự và đẻ ra chất khác. Ví dụ, oxy gặp hydro sinh ra nước, nhưng cũng có những chất trơ không ưa chất nào cả. Tấm cô đơn, chẳng hạn, cái chất dùng trong các tuyếp đèn điện kiểu neon. Chúng ta là con người, bình thường là thuộc hai giới tính âm hay dương rất rõ ràng, không ai lấy làm lạ, và nhờ đó mà loài người mới có cơ tồn tại mãi mãi. Chính cái giới tính thứ ba mới là vấn đề nổi cộm trên thế giới ngày nay, chớ thứ tư, thứ năm, người ta gọi là giới tính, cốt để cho vui vậy thôi, vì đấy là một trạng thái tâm lý khác đời. Một hạng muốn tu, muốn trong sạch, còn một hạng tỏ ra ích kỷ thôi, chớ không bệnh gì và chẳng chi lạ. Đối với giới thứ ba, thông thường ta thấy hình thể nam mà ngôn ngữ cử chỉ là nữ, tướng là nữ mà tính tình là nam. Osawa nhận xét như sau: đàn ông lại cái và đàn bà ngỗng đực đều cực kỳ nhiều ở Tây Phương. Hay nói đúng hơn, đó là khuynh hướng đâu đâu cũng thấy nhàn nhãn. Nghĩa là có thể nói không có, hay hầu như không có nữa loại người đàn ông thể hiện sức mạnh, gan dạ, mạo hiểm, với một ý chí sắt đá đại biểu cho sức mạnh sáng tạo cơ xúc của vũ trụ. Và loại người đàn bà nhu hòa, mảnh mai, trung hậu, không bao giờ giận dỗi, không bao giờ cãi cọ, không bao giờ phản kháng, đại diện cho sức mạnh sáng tạo bành trướng. Âm, cái đức của người nữ, không còn ở Tây Phương, bởi vì luôn luôn có những dị biệt và những cuộc tranh cãi ở mọi cấp độ. Dương, cái đức của người nam, cũng không còn hiện hữu nữa. Vì thế cho nên, chính cái bại hoại, cái giả mạo và sự tàn khốc mới bước lên ngôi. Đàn bà có lớp da đàn ông và thô ráp, đàn bà da không láng lẫy mịn màng, đàn bà có lông tay lông chân, đàn bà không kinh nguyệt hay kinh nguyệt không đầy đủ, hoặc quá nhiều, hoặc trồi sụt. Tất cả đều thuộc hàng giả, lưỡng tính. Đàn ông có da láng, dễ cảm cúm, đàn ông không thích lưu lưu mạo hiểm hay không ưa biện bác, đàn ông có tính công thức, đàn ông thích đường và sữa, tất cả đều thuộc diện giả, lưỡng tính. Trích trong quyển Hướng dẫn thực hành. Rồi để kết luận, tiên sinh tìm ra nguyên nhân tối hậu của các chứng hỗn loạn về giới tính và cách chữa trị hoàn hảo. Cái nào là nguyên nhân tối hậu của bệnh dị dạng và của bệnh giả và thật ái nam ái nữ? Việc ấy rõ ràng là sự ăn uống vô nguyên tắc, chi phối bởi các khoái lạc cảm giác và phép chữa trị bằng thuốc, cái tội đáng xử trảm. Thế thì nếu các bạn sống bằng đồ ăn thức uống mà vũ trụ quan hay trật tự vũ trụ cho biết, thì sẽ không bao giờ mắc những chứng quái đản trên. Con người hiện đại bị cái khoái lạc chỉ đạo, chỉ trích, xu thời, vô ơn, ham chữa trị bằng thuốc men trị liệu màu nhiệm và ham thích tiện nghi đã hoàn toàn không thấy vũ trụ quan nhập từ phương Đông khoảng 2.000 năm nay, mà đi tìm cách cứu chữa nhất thời và màu nhiệm, y học đối chứng. Một trong những biểu hiện của những người đồng tính hực hay dởm là giọng nói đàn ông mà giọng kim như con gái, đàn bà mà giọng ồ ề như người nam. Bác sĩ thì cho rằng do hóc môn kích thích thanh quản không làm trọn chức năng của giới tính. Tôi còn nhớ, một ngày nọ, có chuyện đến một ngân hàng,
Tôi nghe đâu đây có một giọng nói như của con gái thì không phải, mà của một người đàn ông cũng không, tức một giọng kim không đặc trưng. Ngoảnh lại thì biết đấy là một người nam, anh ta to con. Lòng tôi xúc động nhưng không biết làm sao giới thiệu phương pháp Osawa cho anh, vì việc gì đường đột quá cũng không hay, và thời giờ tôi không có nhiều nên chuyện rồi cũng quên đi. Về vấn đề này, khi chúng ta lặp lại quân bình cơ thể xuyên qua cách ăn uống đúng đắn thì hormone sẽ làm việc bình thường, không thiên lệch, và thế là giọng nói của phái nào sẽ được trả lại cho phái ấy. Điều này chúng tôi có kinh nghiệm đôi chút và đã thuật lại ở một trong các câu hỏi trả lời trên. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,